ấm ức nào bằng khi bị người ta đâm cho đằng sau. Chuyên nhà không lo, ra đường thì hay đi nói tào lao. Chẳng những làm sao cái miệng đời, nói xấu người ta đâu được lời. Coi chừng quả bao đó biết chưa, bị đánh mấy người mà không chịu chưa. Lớn cái đầu rồi, ở đời làm sao cho người làm gương. Ở hiền lương tôn trọng người ta, cô bác con thương, chứ sống mà hơn thu hẹp hồi. Nói xấu vì gió không bằng người, cả đời cũng sẽ như thế thôi, sẽ luôn đứng ở đằng sau người đời. Đôi khi nằm suy nghĩ lại mà sao buồn cười. Đôi khi trông thấy con người sao tài năng ghê. Chuyện nhà người ta thôi về bà đi, sao hay xăm xôi nói thêm rồi bớ. Làm nhà người ta mang tiếng không hay, thật là buồn cho hai chữ miệng đời. Ăn chay niệm Phật nhưng hại người ta ăn để làm chi. Không phải từ bi nên chừa người ta lối thoát đường đi. Sống cứ mà sân si người đời, sống cứ nhìn lên trên bầu trời. Thôi trèo cao quá sẽ té đau, chỉ mong mỗi ngày bình yên là được. Lớn cái đầu rồi, ở đời làm sao cho người làm gương. Ăn ở hiền lương tôn trọng người ta, cô bác con thương, chứ sống mà hơn thua hẹp hồi. Nói xấu vì gió không bằng người, cả đời cũng sẽ như thế thôi, sẽ luôn đứng ở đằng sau người đời. Đôi khi nằm suy nghĩ lại mà sao buồn cười. Đôi khi trông thấy con người sao tài năng ghê. Chuyện nhà người ta thôi kệ bà đi, sao hay xăm xôi nói thêm rồi bớ. Làm nhà người ta mang tiếng không hay, thật là buồn cho hai chữ miệng đời. Trái niệm Phật nhưng hại người ta ăn để làm chi. Xong phải từ bi nên chừa người ta lối thoát đường đi. Xong cứ mà sân si người đời, xong cứ nhìn lên trên bầu trời. Thôi trèo cao quá sẽ té đau, chỉ mong mỗi ngày bình yên là được. Sống cứ mà sống suy người đời, sống cứ nhìn lên trên bầu trời. Thôi trèo cao quá sẽ té đau, chỉ mong mỗi ngày bình yên là được.